Xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn Trong video ngày hôm nay Thắng xin được cập nhật lịch giải quyết hồ sơ tại NVC Tính đến ngày mùng 3 tháng 1 năm 2022 Thông qua video này chúng ta có thể biết được Thời gian giải quyết hồ sơ định cư Mỹ Cấp cây number và invoice ID number Xét hồ sơ 6 bước với NVC Trả lời thư ad NVC Và phần sau của video Thắng xin được cập nhật lịch phát thư phỏng vấn mới nhất từ lãnh sự quán Việt Nam. Tính đến ngày mùng 3 tháng 1 năm 2022 thì NVC đang cấp cây number và invoice ID number cho những hồ sơ mà NVC đã nhận được từ sở di trú Mỹ và những hồ sơ này đã được chấp thuận đến ngày 21 tháng 12 năm 2021 tăng được 6 ngày so với tuần trước. Thời gian trung bình để NVC nhận được hồ sơ từ sở di trú chuyển qua khoảng 30 đến 45 ngày. Đến ngày 3 tháng 1 năm 2022 thì NVC đang xét hồ sơ nộp đủ giấy tờ 6 bước với NVC đến ngày 24 tháng 9 năm 2021. Tuần này tăng được 5 ngày so với tuần trước. Và đến ngày 3 tháng 1 năm 2022 thì NVC đang trả lời đơn app NVC mà mọi người đã gửi để hỏi thăm về tình trạng hồ sơ của mình đến ngày 4 tháng 11 năm 2021. Tuần này thì chỉ tăng được 2 ngày so với tuần trước. Và 6 bước để hoàn tất hồ sơ với NVC Thắng cũng đã có video hướng dẫn, đường dẫn video đó đặt bên dưới phần mô tả của video này mọi người có thể tham khảo thêm. Đây mẫu form HNVC đường dẫn để truy cập vào mẫu form được thắng hiển thị như trên màn hình mọi người có thể truy cập vào mẫu form. Thông qua mẫu form này chúng ta có thể xin cây number và invoice ID number nếu hồ sơ chưa nhận được. Cập nhật địa chỉ nhà mới của người bảo lãnh nếu họ đổi địa chỉ mới. Hỏi thăm về tình trạng mở hồ sơ sau khi ngày ưu tiên đã đáo hạn so với lịch mở hồ sơ mỗi tháng về cách điền form để ghi câu hỏi cho NVC cũng như các mẫu thư dùng để hỏi NVC, tháng cũng đã có video hướng dẫn chi tiết nhất và đường dẫn của video đó đặt bên dưới phần mô tả của video này mọi người có thể tham khảo thêm. Thông báo thư mời phỏng vấn tháng 1 năm 2022 đã phát lần thứ 3 dành cho hồ sơ diện F4 công dân Mỹ bảo lãnh cho anh chị em. Trường hợp thứ nhất Ngày nhận thư phỏng vấn ngày mùng 3 tháng 1 năm 2022. Ngày hoàn thành 6 bước với NVC ngày 13 tháng 11 năm 2019. Ngày ưu tiên của hồ sơ ngày 25 tháng 7 năm 2006 và trường hợp này sẽ được phỏng vấn vào ngày 18 tháng 1 năm 2022. Xin được chúc mừng. Trường hợp thứ 2. Ngày nhận thư phỏng vấn ngày 3 tháng 1 năm 2022 ngày hoàn thành 6 bước với yêu cầu của NVC ngày 18 tháng 11 năm 2019. Ngày ưu tiên của hồ sơ ngày 11 tháng 9 năm 2006. Ngày phỏng vấn ngày 21 tháng 1 năm 2022 xin được chúc mừng cho trường hợp này. Trường hợp thứ 3, ngày nhận thư phỏng vấn ngày 3 tháng 1 năm 2022 ngày hoàn thành 6 bước hiệu yêu cầu NVC ngày 18 tháng 11 năm 2019. Ngày ưu tiên của hồ sơ ngày 13 tháng 2 năm 2007. Trường hợp này sẽ được phỏng vấn vào ngày 21 tháng 1 năm 2022. Xin được chúc mừng cho trường hợp cuối cùng này. Hy vọng những hồ sơ diện ép khác trong những ngày tới sẽ tiếp tục nhận được thư phỏng vấn xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi hết video này hẹn gặp mọi người trong video kỳ sau chào tạm biệt